viên chức chính quyền Trump phủ nhận không phải là tác giả bài viết trên New York Times. Từng viên chức cao cấp hàng đầu của Tổng thống Donald Trump đã lên tiếng hôm thứ Năm để tuyên bố họ không phải là tác giả bài bình luận trên báo New York Times. Các viên chức bao gồm Phó Tổng thống Mike Pence đã tuyên bố qua email, Twitter, hình ảnh và chỉ trích tác giả bài viết là hèn nhát, không trung thành và phản bội lợi ích của Hoa Kỳ. Tổng thống Trump đã nổi giận về bài bình luận và yêu cầu các phụ tá truy lùng tìm danh tính tác giả đã chống lại ông. Trước nguy cơ bị tình nghi là tác giả bài viết, nhiều viên chức cao cấp cảm thấy không còn sự lựa chọn nào khác, ngoài việc lên tiếng phủ nhận và lên án bài bình luận. Bộ trưởng Ngoại giao Mike Pompeo, Bộ trưởng Quốc phòng James Mattis, dù đang trong chuyến công du Ấn Độ cũng đã phủ nhận sự ngờ vực. Tại Washington, lần lượt từ Phó Tổng thống Pence đến Bộ trưởng Năng lượng Rick Perry, Đại sứ Hoa Kỳ tại Nga John Huntsman giám đốc cơ quan tình báo quốc gia Dan Coats và các thành viên nội các khác cũng tuyên bố họ không phải là tác giả ẩn danh của bài viết. Tờ báo xác nhận tác giả là thành viên bên trong vòng tròn nội các. Như vậy, liệu các tuyên bố phủ nhận trên có đáng tin cậy không? Không có cách nào xác định được và điều đó chỉ góp phần trăm ngồi cho tổng thống nổi giận. Các viên chức đã không đáp ứng yêu cầu của tổng thống Trump điều tra danh tánh tác giả vì an ninh quốc gia trái lại một số người đã đồng ý với quan điểm của tác giả ẩn danh cho thấy phản ứng của tổng thống thực sự là mối lo ngại ông rudy giuliani luật sư của ông trump nói rằng yêu cầu của tổng thống lên kế hoạch chính thức đưa sự việc này điều tra vào một đòi hỏi thích đáng ông nói ví dụ nếu người đó có secure clearance và họ cho rằng họ đã đúng khi đăng bài bình luận kia có lẽ họ cũng có thể tiết lộ những bí mật an ninh quốc gia Do đó người này nên được điều tra và ngăn chặn các hành động tương tự. Cựu giám đốc CIA John Brennan, một nhà phê bình ông Trump mạnh mẽ nói với NBC trong một chương trình. Rõ ràng đây là một chính quyền yếu kém, các nhân viên không tuân theo mệnh lệnh của người điều hành. Tôi thực sự không biết ông Donald Trump sẽ phản ứng ra sao. Một con sư tử bị thương là một con vật nguy hiểm. Tôi nghĩ ông ta đang bị tổn thương. Tác giả ẩn danh trong một quyền tuyên bố là nhân viên trong chính quyền ông Trump nói rằng nhiều người được ông Trump bổ nhiệm, thề sẽ làm việc để bảo vệ thể chế dân chủ trước các quyết định sai lầm nguy hiểm của ông Trump cho đến khi ông hết nhiệm kỳ. Một việc hiếm có hôm thứ Năm, ông Gerald Agen, giám đốc truyền thông của ông Pence, viết trên Twitter, Phó Tổng thống luôn đề tên mình trên các bài viết của ông ấy. At New York Times và cả viết bài bình luận hèn hạ phi lý này nên cảm thấy xấu hổ. Văn phòng chúng tôi không hạ bản thân để làm những trò nghiệp dư kiểu này. Chủ tịch Hạ viện Paul Ryan nói rằng quốc hội không có trách nhiệm phải điều tra sự việc. Mặc dù đảng viên Cộng hòa Mark Meadows của Bắc Carolina, một đồng minh ông Trump cho biết cơ quan lập pháp có thể vào cuộc. Ông nói không có gì có thể giữ bí mật mãi mãi. Vì vậy, tôi nghĩ cuối cùng chúng ta sẽ tìm ra ai là tác giả ẩn danh. Tác giả bài bình luận viết rằng các phụ tá của ông Trump nhận thức được những quyết định sai lầm của tổng thống. Nhiều viên chức cao cấp trong chính quyền làm việc cật lực để phá hủy các chương trình nghị sự và những kế hoạch tồi tệ của ông ta. Tôi biết tôi cũng là một trong số đó. ứng cử viên thẩm phán tối cao pháp viện tránh chỉ trích ông Donald Trump. ứng cử viên thẩm phán tối cao pháp viện Hoa Kỳ Brett Kavanaugh nhấn mạnh hôm thứ năm. Ông tin tư pháp có thẩm quyền đủ mạnh để cân bằng quyền lực hành pháp của Tòa Bạch Ốc. Tuy nhiên, ông không chỉ trích Tổng thống Donald Trump, người đã chọn ông làm đề cử cho vị trí thẩm phán tối cao pháp viện. Trong phiên điều trần thứ hai, ông Kavanaugh từ chối bình luận về những chỉ trích của Tổng thống Trump đối với chi nhánh tư pháp. Ông cũng không khen ngợi tính cách của ông Trump. Tại phiên điều trần xác nhận đề cử của ông Kavanaugh tại Thượng viện, Đảng Dân Chủ tập trung thẩm vấn ông Carnivore về email mới được phát hành gần đây liên quan đến quan điểm của ông Carnivore về vấn đề phá thai và phân biệt chủng tộc. Các tài liệu mới này được công bố hôm thứ Năm liên quan đến thời gian ông làm việc trong tòa bạch ốc dưới thời Tổng thống George W. Bush cách đây hơn 10 năm. Phiên điều trần ngày thứ Ba đã bị gián đoạn bởi những người biểu tình chống đối ông. Ông đã chịu đựng những câu hỏi thẩm vấn kéo dài trong nhiều ngày, nhưng xác nhận đề cử của ông có vẻ rất chắc chắn, bất chấp những nỗ lực chống đối của đảng Dân Chủ. Một số người theo khuynh hướng tự do đã bày tỏ lo ngại ông Kavanaugh có thể trở thành con rối cho ông Trump, bảo vệ ông tránh khỏi các vụ kiện và các cuộc điều tra. Thượng nghị sĩ đảng Dân Chủ Cory Booker đã chấn vấn ông, liệu ông sẽ trung thành với ông Trump hay không? Ông Kavanaugh trả lời, tôi chỉ trung thành với hiến pháp Tôi là một thẩm phán độc lập. Tuy nhiên khi ông Booker hỏi ông Kavanaugh liệu ông có kính mến tổng thống Trump hơn mọi tổng thống khác hay không, ông đã không trả lời. Ông Kavanaugh cũng từ chối trả lời với câu hỏi liệu một vị tổng thống có phải ra hầu tòa khi nhận được trát triệu tập của tòa án hay không. Nhưng đối với câu hỏi về phạm vi quyền lực của tổng thống, ông Kavanaugh nhấn mạnh thẩm quyền tư pháp có thể đối trọng với quyền hành pháp. Ông cũng từ chối trả lời các câu hỏi liên quan đến cuộc điều tra của ông Robert Mueller về nghi án Nga thông đồng với chiến dịch Trump can thiệp bầu cử Hoa Kỳ năm 2016. Nếu được xác định, đề cử ông Kavanaugh có khả năng sẽ đẩy tối cao pháp viện trở nên bảo thủ hơn. Đó là lo ngại của đảng Dân Chủ trong các vấn đề quan trọng như phá thai, quyền dùng súng, đồng tính, án tử hình, tự do tôn giáo và các nguyên tắc kinh doanh. Ủy ban xem xét đề cử ông Kavanaugh sẽ nghe các nhân chứng khác điều trần vào thứ Sáu trước khi buổi điều trần kết thúc. Đảng Cộng Hòa hy vọng Thượng viện sẽ ủng hộ đề cử tối cao pháp viện có thể bắt đầu làm việc trong nhiệm kỳ mới vào ngày 1 tháng 10. Đệ nhất phu nhân Melania Trump lên án tác giả bài bình luận trên New York Times trong một tuyên bố trên CNN, đệ nhất phu nhân Melania Trump đã phê bình tác giả ẩn danh của bài bình luận trên tờ New York Times là hèn nhát. Tổng thống Trump than vãn rằng các nguồn tin ẩn danh đã trở nên phổ biến trong tin tức ngày nay. Những người ẩn danh dường như đang viết lịch sử quốc gia của chúng ta. Đệ nhất phu nhân dường như khá kính tiếng kể từ khi ông Trump nhậm chức nhưng bà Stephanie Grisham, phát ngôn viên của bà cho biết hôm thứ Năm trong cuộc phỏng vấn với CNN. Nhưng bà Stephanie Grisham, phát ngôn viên của bà cho biết hôm thứ Năm trong cuộc phỏng vấn với CNN, bà đã phản ứng chống lại tác giả của bài bình luận trên New York Times. Bà nói báo chí phải công bằng, không thiên vị và có trách nhiệm. Nếu một người đủ can đảm để tố giác những hành vi tiêu cực, họ nên có trách nhiệm đối với lời nói của mình. Công khai trước công chúng, mọi người đều có quyền tự do bảo vệ mình. Tác giả bài bình luận không bảo vệ Hoa Kỳ, người này đang phá hoại đất nước với hành động hèn nhát của mình.